Dụng lúa của bạn đang bị giày phấn trắng phá hại, thì đây là video dành cho bạn. Giúp bạn trừ giày phấn trắng hiệu quả cao, thì đây tôi chia sẻ đến bạn bộ đối với công nghệ mới là Super Giày và Aculagon, Gong với 6 hoạt chất đã tác dụng không cho giày có khả năng kháng thuốc. Tạo ra 4 cơ chế tác động, lưu dẫn, tiếp xúc, vị độc, sông hơi đặc trị giày phấn trắng đã kháng thuốc. Thuốc dạng sữa nên rất mát cây, tác động mọi giai đoạn trứng, ấu trùng, thanh trùng. Đầu tiên với hoạt chất acetamizid phá vỡ các chức năng quan trọng trong hệ thần kinh của côn trùng bị phơi nhiễm khi côn trùng ăn hoặc hấp thu chất độc vào cơ thể. Thứ hai, buzophezin có tác dụng tiếp xúc, vị độc tác động đến quá trình sinh tổng hợp chitin, từ đó ảnh hưởng đến quá trình lột xác của côn trùng. Buzophezin ngăn cản dày, dẹp lột xác dẫn đến chết, làm giảm khả năng đẻ trứng và làm ung trứng mà không gây kháng thuốc. Thứ ba, isozocat là nó ức chế acetin colonetazat của côn trùng và sau đó giết chết côn trùng bằng cách gây độc. Thứ bốn, zofenofod có tác dụng tiêu diệt công trùng khi tiếp xúc và tiêu độc dạ dày. Thứ năm, thiamethoxam tác động lên một số thụ thể trong khớp thần kinh của côn trùng làm ảnh hưởng đến các chức năng bên trong cơ thể chúng. Cuối cùng, beta sipetmerzin nó sẽ đi vào tế bào của côn trùng và gây ra đột tính ở sợi thần kinh. Sử dụng một gói super dày cộng với 50 cc aculagon cho một bình xịt trừ tất cả các loại giấy kháng thuốc trên cây trồng. Nếu ở nơi bạn những loại thuốc cũ đã không còn hiệu quả cao, thì tại sao không thử sử dụng bộ đôi siêu công phá dày này? Hãy nhấn vào giỏ hàng bên dưới và đặt hàng.